Xin chào tất cả các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng những tài nguyên, tài liệu mà cô đã để sẵn trên kênh YouTube của mình nhé. Để truy cập vào YouTube, các bạn có thể sử dụng trình duyệt Cốc Cốc hoặc trình duyệt Chrome, đây là hai trình duyệt phổ biến mà các bạn thường hay dùng đúng không nào. Các bạn ấn vào trang youtube.com, chọn trang youtube.com. Trong mục tìm kiếm, các bạn tìm và chọn kênh Hoàng Thơ. Đây là kênh YouTube của cô, các bạn ấn chọn vào Hoàng Thơ. Đây là giao diện chính trên YouTube của kênh Hoàng Thơ. Các bạn chú ý cho cô vào 3 thẻ đầu tiên là thẻ trang chủ, thẻ video và thẻ danh sách phát. Trong thẻ video này, các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những video mà cô đã tạo ra cho các bạn để các bạn có thể ôn bài ở nhà. Tuy nhiên, để lựa chọn theo đúng lớp học cũng như là theo đúng mục đích sử dụng của mình thì các bạn ấn chọn cho cô vào danh sách phát. Ở trong thẻ danh sách phát, cô đã tạo rất nhiều những danh sách phát nhỏ hơn. Tùy theo mục đích sử dụng của các bạn có thể nhìn thấy danh sách phát ngay trên màn hình. Để xem được nhiều danh sách phát hơn, các bạn ấn vào thẻ mũi tên sang phía bên phải. Để quay lại, các bạn ấn vào thẻ mũi tên sang phía bên trái. Cô xin phép hướng dẫn qua một số những danh sách phát mà các bạn cần tập trung vào. Danh sách phát đầu tiên đó chính là danh sách phát IT. Đây là những danh sách phát hướng dẫn về cách sử dụng liên quan tới kỹ thuật công nghệ thông tin. Tiếp theo, danh sách phát thứ hai là danh sách phát Beat. Beat ở đây chính là những phần nhạc không lời mà cô thường hay sử dụng cho phần chant hoặc là phần songs ở trên lớp. Nếu như các bạn muốn thực hành ở nhà, các bạn hãy ấn chọn danh sách phát Beat. Các bạn có thể nhìn thấy đây là bài nhạc không lời đầu tiên trong danh sách phát của cô. Để lựa chọn những danh sách phát tiếp theo, các bạn có thể kéo chuột xuống phía dưới. Và bây giờ cô xin phép hướng dẫn một số những beat mà cô thường hay sử dụng ở trên lớp mà các bạn đã làm quen rồi nhé. Beat đầu tiên đó chính là beat cream. Beat thứ hai. Và beat Rap IQ, các bạn rất quen thuộc với beat Rap IQ rồi đúng không nào? Tuy nhiên với một số beat thì tốc độ của bài nhạc hơi chậm, ví dụ giống như bài beat này ạ. Vậy để tăng tốc độ của bài beat, các bạn có thể tùy chọn ở đây. Các bạn nhìn vào cho cô phần cài đặt, ấn chọn cài đặt, sau đó chọn tốc độ phát. Ở đây đang để mức độ chuẩn. Bình thường trên lớp cô thường sử dụng với các bạn là tốc độ 1,25 đúng không nào? Các bạn ấn chọn vào 1,25. Những thẻ tiếp theo các bạn nên chú ý đó chính là thẻ sound. Những bạn học chương trình sách giáo dục tiếng Anh 5, các bạn có thể chú ý cho cô vào hai danh sách phát sau. Thứ nhất là danh sách bài giảng tiếng Anh 5 Bộ Giáo dục. Và danh sách thứ hai đó chính là Songs and Chants English 5 của Bộ Giáo dục. Còn những bạn học khối 4 thì các bạn chú ý vào danh sách phát bài giảng tiếng Anh 4 Bộ Giáo dục và Songs and Chants English 4 của Bộ Giáo dục. Với những bạn lớp 3 thì các bạn có thể tập trung vào danh sách phát bài giảng tiếng Anh 3 Bộ Giáo dục và Songs and Chants English 3 của Bộ Giáo dục. Các bạn lớp 1 thì các bạn sẽ tìm danh sách phát dành riêng cho các bạn lớp 1 và lớp 2 trong danh sách phát của cô nhé. Khi các bạn vào một danh sách phát bất kỳ, ví dụ cô chọn danh sách phát lớp 5, một video bất kỳ và các bạn có 3. Trong mỗi một video, cô đều hướng dẫn nhiệm vụ của các bạn xem video, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại từ và mẫu câu. Tiếp theo là phần hướng dẫn trò chơi. Sau khi các bạn đã xem xong video rồi, mời các bạn kéo xuống phía dưới. Ở phần mô tả của video, cô đã để các đường link để các bạn có thể ôn tập và làm bài tập tại nhà. Các bạn ấn vào hiện thêm. Ở đây có 3 đường link và các bạn chỉ cần click chuột vào một đường link bất kỳ. Các bạn chỉ cần điền tên lớp và trường của mình, ví dụ Hoàng Nam 5C trường tiểu học thị trấn. Sau đó các bạn ấn vào nút Start để bắt đầu chơi trò chơi.
và thực hiện các trò chơi mà cô đã để trong đường link phía bên dưới video. Thank you everyone for watching. Goodbye, see you.